Xin chào bạn, tôi Tố Phan đã nhận bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì vừa trước chúng ta đang dựng cái mô hình cái con robot này, ráng tranh thủ xong đi bạn. Nó làm chúng ta mất thời gian nhiều quá, tại chúng ta có thời gian nhiều chúng ta làm những cái mẫu mô hình khác nữa. Còn một cái việc nó lặp đi lặp lại hoài thì nó cũng vậy à. Nó dựng vòng vòng có mấy cái thao tác thôi. Rồi, thì chúng ta đã tới đâu rồi ta? Cái này, file này tôi tới tới đây rồi nè. Ta còn thiếu cái phần tay nữa bạn, làm xong cái tay nữa ta nhân bản hai tay hai chân lên là xong thôi, nó tương đối là dễ thôi. Cái tay này phân tích một tí coi nó sao. Thì cái chỗ này nè, cái mình ta làm cho lõm vô rồi có cái cục, cái chỗ mà cái nót xoay bạn, cái bả vai nó xoay nè, đưa ra kết nối với cái chỗ bắp tay này, trục lỗ cái này, rồi đây là cái khuỷu tay để nó xoay nữa, rồi khối tròn thôi, trụ thôi, hình cầu thôi chứ, rồi thêm cái này dài xuống, chúng ta copy cái phần sự sống này luôn chỗ màu, thu nhỏ lại xuống dưới làm bàn tay thì nó hơi phức tạp một chút. Rồi ok ha, làm thử đây, làm nhanh thôi để mất thời gian. Đây là cái file chúng ta được gì nè, thấy chưa, cũng tương đối ok rồi. Cái video trước tôi làm nó hơi dài á, thì tôi đã thực hiện cái việc bóp lại, bóp theo chiều dọc thôi, chọn mẫu và nhấn chữ T, bóp theo chiều dọc á cho nó bớt dài lại, chứ video trước tôi làm tay chân đồ mình đồ dài quá, thấy chưa, tôi bóp lại thấy nó tương đối nó ngắn, nó gần giống với cái mẫu hơn. Cái đầu của mẫu hơi to, bạn muốn thì bạn làm cho cái đầu nó to nữa, ví dụ như bạn chơi chọn cái đầu tôi đâu rồi. Thì khi mà bạn làm nhiều file bạn sẽ thấy cái giao diện này nó hơi bị khó chịu một tí, hơi bị chật các bạn. Thì bạn có thể thiết kế giao diện bằng cách là cấp xét là bạn lôi qua bên tay trái, bạn lôi lôi nó qua bên đây một tí, ví dụ như ta sẽ làm nó gì nè, đâu rồi, dạng băng lôi nè, nó thì nó sẽ rộng, nó sẽ dài đối tượng ta ra các bạn, băng lôi thành hai cột thôi chứ không để không có để dần nhiều các bạn, không để nhiều. Ví dụ tôi làm thử với bạn xem nè, sẵn tiện đây tôi hướng dẫn bạn làm luôn. Ví dụ tôi đang, đây là cái của text nè, ta biết những cái quan trọng thôi, nó lo những cái này cho nó trùng với cái này. Ok, thì cái nguyên cái này là nguyên cấp xét chúng ta, còn nguyên cái này là nguyên cái thuộc tính property đó, thì bù lại thì chúng ta sẽ bị hẹp theo phương ngang, theo phương ngang bạn, ta sẽ bị hẹp theo phương ngang. Nhưng mà bù lại thì cái object này chúng ta sẽ dài xuống, khi mà các bạn làm cái đối tượng có nhiều chi tiết á thì bạn để gì á thì nó ta chọn dễ, khỏi mất công mỗi lần phải cuộn lên cuộn xuống khó chịu mắt lắm, đúng không? Nhưng mà bù lại gì á thì cái chiều ngang chúng ta hơi hẹp tí, nó cái thuộc tính ta sẽ bị hẹp lên tí. Rồi thì tùy các bạn thôi, bạn nào làm quen cái kiểu nào đó thì làm kiểu đó là nói khi gì ta nhìn thì nó hơi bị nhỏ màn hình chút. Rồi thí dụ như tôi chọn ưng cái giao diện này, tôi có thể là lưu lại cái giao diện này đi, nhấn Windows này lưu khi bắt đầu, hoặc là tôi muốn lưu chồng cái giao diện này luôn, CE nè. Cái model tôi đây, tôi đặt tên này là model 1 đi, model 1 Tú. Rồi lưu lại. Rồi ha, ta được như này. Giờ ta bắt đầu làm đây. Đầu tiên ta đục cái lỗ như này đi, rồi thêm cái khóa cầu với cái đưa ra nữa, cái chốt nó xoay á. Thì cái thân ta là cái nào? Tôi vừa nãy tôi nói bạn cái đầu tôi cho nó to ra đúng không? Cái đầu tôi đâu? Cái đầu tôi đây. Nó. Nhân phím T tôi muốn cho nó phương ngang to lên tí đi, cho nó trông mập mạp tí, trông đồ sộ tí. Nó. Ok ha. Rồi. Cái mẫu chúng ta cái đầu nó còn to dữ nữa. Ok, cái đầu rất là to. Cái mẫu chúng ta cái đầu nó cũng dài nữa, cho nó dài lên trên tí, cao lên tí. Thấy chưa, to bự ra. Cái mẫu cố tình làm cho cái phần đầu to ra, xuống dưới từ từ nhỏ lại, cái thân chân tay nhỏ lại. Rồi tới cái xử lý cái tay nha. Cái tay chúng ta là những cái khối chúng ta chưa đặt tên cái view trước nè. Sau khi làm hết rồi, chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự của các bộ phận lại với nhau theo cái nguyên tắc để làm cho nó chuyển động dễ nhất. Thì cái nguyên tắc đó thì từ từ các bạn mới biết được. Rồi cái phần thân nha, thân ta đâu đây, nhấn phím tắt là chữ Q để bật tắt cái subdivide là mềm nè, nhớ không, Q chữ Q á. Rồi cái tay chỗ này thì bạn có thể
Bây giờ bạn hãy làm một bên rồi bên kia bạn copy cũng được, còn không thì bạn làm cùng lúc hai bên tùy bạn đây. Tùy bạn. Làm một bên thử, bữa hổm tôi làm một bên này copy qua sao nó bị lỗi á, nhớ không? Như tôi muốn cắt cái này thành cái đường lưới giữa đi bạn. Rồi, cắt hai đường ở giữa ha, nhấn cắt vòng lặp đi. Cái này là cái vị trí nè, thuộc tính ta để đâu đó dưới đây đi đây. Ok. Rồi. Cắt vòng lặp symmetry đây. Nó bạn muốn cái chỗ này cái bả vai chúng ta như nó bự hay nhỏ thì bạn chỉnh nè. Thấy chưa? Tao muốn nó như thế này. Rồi sau đó ta chọn cái mặt. Chọn cái này nè. Hai bên nó giống nhau à, tôi làm bên thôi. Một chút tôi cắt ở giữa sao. Rồi cái này ta sẽ thực hiện cái việc là đẩy vào bạn. Nhấn phím Y. Đẩy vào trong một chút. Rồi sau đó là đẩy đi vô cái nữa. Control đẩy vào trong nó. Được cái tay hình như là nó hơi nhỏ so với cái bả vai không bạn. Y là do cái tay người ta làm nhỏ quá. Cái này nó hơi bị hơi bị nhỏ ha. Rồi bạn hãy chỉnh sửa lại nếu bạn muốn. Bạn chọn riêng cái hai cạnh này. Bạn nhấn phím T cho nó đẩy nó ra nếu bạn muốn ha, cho nó to lên tí, cho nó đều đều các hướng. Rồi. Sau đó bạn thực hiện cái việc đẩy này vô thôi. Rồi sơ sơ thôi. Mà muốn nó đẩy sâu thì nó sẽ lõm vô sâu. Nó đẩy sâu vô. Ok ha, tương đối thôi bạn. Rồi sau đó bạn chèn vô đây cái hình cầu cho tôi. Thì liên kết cái quả cầu. Cái này nó đưa ra khó chịu quá. Ẩn cái này luôn cũng được. Cái này nè. Rồi. Giờ bạn chèn vô đây cái khối cầu đi. Nhìn cái mũi tên nó đang hướng cho ta biết là nó đang nằm ở dưới nữa chứ, bạn lít thì nó sẽ tự động chạy dưới cái đối tượng ta mới vừa thêm vào á. Có một cái lỗi này là cái con mắt này nó đã bị mất tiêu rồi, con mắt này nó hay chạy lắm, đây nó đi rồi. Rồi. Bật cái vùng nhìn các bên lên coi cái kích thước cái quả cầu này so với này nó sao. Chọn chế độ nhìn. Nhìn ít đường lưới bạn, ISO palm nè, ít đường lưới để ta dễ thấy hơn. Nó quả cầu này thật ra nó hơi to so với cái lỗ không tương xứng nha, hai bên thì to quá, giữa thì nó bự quá. Do nãy ta chỉnh đường lưới nó không được đẹp, hai bên nó bèo quá, thì bạn có thể chọn lại cái đường lưới nó. Ví dụ như lỡ trường hợp này thì bạn hãy chọn lại hai mặt phẳng, bạn đẩy nó vô một chút rồi đâu tiêu rồi đó. Bạn nhấn phím T bạn đẩy nó vô cho nó bớt lại, thấy chưa, trở thành cái hình vuông lại thì nó sẽ tiếp xúc với cái này lại, thấy chưa, nó sẽ tương đối hơn, nó sẽ khớp với cái lỗ hơn. Bạn thấy chưa được nữa thì bạn khớp chút nữa. Cái này tùy chúng ta thấy ha, tùy chúng ta thôi. Rồi. Đây là được tôi được cái khối cầu như thế này rồi. Rồi sau đó cái mẫu chúng ta là cái khối cầu nó sẽ có cái thanh đưa ra. Thì bạn đây bạn extrude ra một cái gì đó thôi. Extrude ra một cái nào đó. Chuyển khối cầu sang dạng polygon đi, phím C. Rồi chọn một cái mặt nào đó, bạn chọn cái chỗ nào đó bạn extrude ra. Cái này là mặt trước đúng không? Ví dụ như tôi đây tôi nhấn Control lôi nó ra, nó thì cái này nó sẽ khớp với cái tai chúng ta. Cái này chúng ta sẽ lôi vô trong cái subdivide surface đi. Thấy chưa? Ta chưa có trắng cạnh nên nó sẽ như vậy.
Bạn muốn trắng cạnh thì trắng cho nó bớt bớt mềm lại. Bằng trắng thì nó sẽ bị theo luôn. Thì nếu tôi không muốn trắng mà nó, nếu bạn có một cái, mỗi cái nó có cái ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như bạn chọn cái thằng này nè, vòng lặp KL á, thì bạn trắng đây á, vô tình nó dễ thiệt, nhưng mà nó sẽ cắt luôn cái hình tròn theo những cái đường vòng lặp luôn nè. Thấy chưa? Cái đường trắng trắng trong cái hình cầu nè. Trường hợp các bạn chỉ muốn mà cắt riêng cho cái cây này thôi á, thì chúng ta không nên chọn cái KL ha, ta chọn cái ông này nè. Mà cái ông này có cái nhược điểm á, là mỗi lần làm á, là bạn phải chọn cái vùng nào đó muốn thao tác vô, ta chọn vùng này đó, thì tao chỉ thao tác trên cái đường, những cái đường lưới này thôi, nên cái tùy chọn này chúng ta thường sử dụng nhiều lắm hai cái này, nhưng mà trong cái này thì sử dụng nhiều hơn, nó chỉ áp dụng riêng cho cái ta đang chọn thôi. Lưu ý ha, lưu ý rồi. Chúng ta muốn cắt gì ta, thuộc tính nó nằm bên đây nè. Rồi chúng ta muốn cắt là một hay hai đường để cắt theo phương ngang. Rồi tôi quên ha, cắt bên phương này. Nó giống hồi nãy quá, nó dính luôn này à. Rồi thôi kệ đi, lỡ rồi. Các bạn hãy chọn U là chọn hai ông này, nhấn phím T đẩy ra đấy. Tính làm dễ mà thôi đi, nó mất thời gian quá. Chọn lại cái này đi, chỉnh cho nó nhanh luôn. Cho cái này người ta là làm hơi bo tròn, bằng cái thanh nó tròn nên tôi sẽ cho xích xích xuống dưới đây. Rồi, trắng hai bên. Ok. Cái chỗ này nè, bạn muốn cho nó không có bị gì thì bạn trắng cái xung quanh cái chỗ này luôn mà. Bạn trắng cái này nè. Cái là bạn trắng cái chỗ này là bạn kẹp hai bên cái ông này lại thì nó sẽ là gây gắt lại, nó sẽ cứng lại. Chung thôi nó sẽ bị mềm, bằng mềm hai bên. Có cái nhược điểm của cái việc mà sử dụng sự device surface là gì đó, làm cái gì cũng phải trắng chứ, nếu không trắng thì nó sẽ mềm lại, thấy chưa, nó hết hết mềm rồi nè, nó sẽ thẳng đứng rồi nè đó. Hoặc những bạn nào làm biến nữa thì không có extrude ra, mà bạn tự tạo một cái gì, bạn tự tạo ra một cái hình trụ của bạn, bạn ráp vô đây hình trụ cylinder, là ráp cái vô chỗ này cũng được, nó dễ hơn. Thì tùy thôi, tôi hướng dẫn các bạn làm nhiều cách. Rồi bây giờ ta sẽ thêm cái tai vào bạn. Hình như cái này nó hơi đưa ra phía trước quá vậy. Ta cho nó xích xuống tí thì bạn chỉ lỡ bạn chọn cái này. Bạn nhấn R, bạn xoay nguyên cái trục này cho nó xích xuống tí đi. Đấy, đâu rồi. Bỏ chọn này, ta chọn nguyên cái đối tượng ha. Đó, cho nó xích xuống tí, nó xoay hướng xuống tí. Chứ xoay lên thì nó mẫu nó hơi bị sai. Đó, ok ha. Rồi nhiệm vụ còn lại ta ráp cái tay vô đi bạn. Ráp cái tay vô là xong rồi. Cái tay nãy ta ẩn nè. Rồi. Đặt tên đi. Đặt tên này là cái trục xoay, hay ta đặt xoay đi, xoay một hay gì đi. Cho nó dễ nhớ. Cái này là bắt đầu từ cánh tay ha. Nên chúng ta sẽ cho nó vô cái group đi, on G. Đặt cái này là cái tai đi. Rồi tiếp theo cho nguyên cái đống này vô cái tai hết đi. Rồi đây là xoay, đây là cái này. Rồi cái này giờ nó hơi đưa ra quá bạn, bạn muốn cho nó thẳng đứng xuống tí, xoay lại, xoay cho nó dọc dọc một tí, nó cho nó cỡ cỡ gì đi chứ đừng có bành nó quá, nãy tới tai nó bành nó quá, cũng hơi mạnh rồi, dọc dọc xuống tí rồi tương đối thôi. Giờ người ta chỉnh cho nó hợp lý lại theo như cái mẫu chúng ta, thì nó bạn muốn thì bạn chỉnh theo cái quả tiết như nó, còn không thì bạn chỉnh theo quả tiết khác cũng được, tại những cái này làm dễ lắm, bạn học rồi hết trơn rồi. Bạn chia đường lưới, còn cái nào đưa ra là bạn cứ hình dung là bạn extrude, cái nào lõm vào đó là bạn extrude vào trong, vậy thôi, vòng vòng vậy thôi. Còn cái chỗ này nó đục lỗ thì chút tôi hướng dẫn bạn đục lỗ đó. Vòng vòng có mấy chuyện, làm vòng vòng có nhiều đó, nên bạn làm nhiều rồi cảm, thậm chí bạn còn thấy chán nữa, tại vì nó vòng vòng có bao nhiêu chuyện làm hoài. Rồi
Cái này hiện tại nó chưa chuyển sang polygon à. Bạn muốn sửa thì buộc bạn phải chuyển nó sang polygon ha. Nhưng mà bạn muốn cắt bao nhiêu đường lưới thì tùy bạn, muốn bạn cắt trước đi, còn không muốn thì bạn kệ nó luôn. À, bạn chuyển sang polygon luôn rồi chút chút người ta tự cắt sao, thấy chưa? Giờ cái này theo như cái mẫu nó làm á, thì cái đỉnh nó sẽ đưa hơi cao lên tí, thì muốn vậy thì chúng ta chọn cái này, chúng ta trước vào trong thôi, chúng ta đưa từng phần lên đây nè, nhấn y y extrude y xin lỗi nhấn y extrude vào trong, rồi bạn đẩy lên tí, mỗi lần extrude các bạn đẩy lên tí thì để tạo ra một cái vòm, bạn gọi là cái máy vòm á. Nó cái này nó dễ lắm chứ gì đâu khó. Rồi tới trong thì bạn hãy chọn cái điểm bên trong luôn, nếu bạn muốn quét chọn điểm bên trong rồi đẩy nó lên thôi. Nó thì nó sẽ tạo ra được một dạng máy vòm. Cái này hơi vòm ít thôi bạn. Bạn đúng ra nãy là bạn kéo cho nó cao cái vòm lên tí. Nó bạn muốn còn lỡ gì thì bạn cái con cách chọn nhanh là nhấn crown nè, mở rộng vùng chọn. Bây giờ mở bằng lít thì nó sẽ mở rộng ra vùng chọn ra một cái lớp mới. Các bạn, cái đó là cái cách người ta dễ làm. Tôi làm lại ha, đây. Đó. Khi ta làm bạn sẽ thấy nó phát sinh ra nhiều trường hợp nè, đây là giảm vùng tròn, round là tăng, string là giảm vùng tròn. Bạn sẽ làm nhiều, bạn sẽ thấy nó sẽ phát sinh nhiều trường hợp, chúng ta làm từ từ chúng ta sẽ lên tay. Thấy chưa? Được cái mẫu chúng ta cho nó đưa lên gì nè, đó. Rồi. Cái mẫu chúng ta thì hai cái này nó đưa ra tí nữa, bạn hãy chọn KL cắt ở đây luôn. Cắt ở đây, sau đó chọn UL chọn mặt đây. Bạn đưa cái này ra tí. Nhấn phím T hay gì cũng được. Cái mẫu là nó muốn đưa cái này ra tí. Nó. Rồi cái mẫu là muốn đưa cái ông này nè. Ra ngoài tí. Các bạn, cái mẫu là nó cố tình làm cho nó như gì nè. Thấy chưa? Rồi. Còn ở dưới đây thì cho nó lõm vô tí. Cái chỗ này muốn đưa ra tí KL thì rất đơn giản thôi, cái nào lõm thì đưa vào, lòi thì đưa ra, vậy thôi. Vòng vòng có mấy chuyện à. Cắt thì chúng ta nên cắt hai đường, tại vì để chúng ta chặn cảnh đó bạn. Chặn cảnh đó nên ta sẽ cắt hai đường. Vậy thôi. Đó. Rồi ta đẩy cái ông này lên. Chọn mặt đi, UL. Chuyển giữa điểm cạnh mặt là những phím tắt là Enter ha, tôi quên. Nó hướng dẫn các bạn luôn nè, Enter. Nó dễ thôi. Rồi cái này bạn muốn nó đưa ra đúng không? Cái mẫu chúng ta là đưa ra tí. Thì nhấn phím T hay phím Extrude cũng được. Ý, không được. Nhấn Extrude mới được, nhấn chữ D, Extrude ra. Nó, cái mẫu nó làm vậy đó. Nó muốn cái mẫu nó muốn trắng cái này nó sắc bén đó, thì chúng ta, ý xin lỗi. Thì chúng ta cắt ra. Cắt cái này nè, KL. Muốn cắt đối xứng luôn thì bật luôn, khỏi cắt hai lần. Nó, cái tính năng bắt cắt đối xứng này hay lắm. Thấy chưa? Dễ mà đúng không? Tới đâu rồi? Đặt tên cái này đi bạn. Cái này là cái bắp tay hay cái gì tự nhiên tôi không biết cái chữ đó là gì nữa. Đây là đặt đại bắp tay bạn. Rồi. Đại khái gì đi. Rồi xuống dưới đây bạn muốn làm gì nữa thì tùy các bạn. Hình như cái này nó hơi bị xa ra, tao cho này nhỏ hơn tí đi bạn. Nó hơi xa ra quá rồi. UL chọn thêm cái này nữa. Tí. Chọn thêm cái này nữa. Tao cho nó xích lên trên tí đi, nhấn phím mè. Thấy nó xa ra này quá. Nó. Rồi. KL tôi cắt cái chỗ này để tôi trắng cạnh đi cho nó có gay gắt á, thấy chưa, muốn cho hai này gần lại. Rồi sao nữa ta,
rồi tương đối các bạn ha, làm nữa mất thời gian lắm. Cái tới cái phần lỗ này nè, thì bạn chia làm nhiều đường lưới, đại khái là bạn chia làm nhiều ô giống như nè, rồi sau đó các bạn extrude vào trong, là bạn delete xóa thôi, tự động sẽ ra lỗ. Làm thử nha. Mà đó, trường hợp ta đã có những cái này nè, cái ít đường lưới quá thì chúng ta tự chia thôi. Chọn cái này nè, chọn nó, rồi bạn click vô đây chia bao nhiêu tùy bạn. Ví dụ tôi để 2 thử coi, đó, ví dụ như 2 thì ta thấy nó cũng được rồi. Đó, đây là số 2 nè, lẫn như là mỗi đường này chia làm 2. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chọn mặt, chọn hết cái đống này. Còn không hồi nãy bạn xin lỗi. Còn hồi nãy bạn đang chọn này là bạn chuyển từ chuyện chọn cảnh sang trong mặt đó, thì bạn click vô chức năng nè, convert nè, đây nè, chuyển từ cảnh sang mặt. Ta đang chọn cảnh, chuyển sang chọn mặt nè, chức năng này đó. Rồi tạo ra luôn ha, nó bắt ta chọn thủ công luôn rồi. Còn không thì bạn chọn thủ công, chọn bằng cách quét thôi, nhấn số 0 quét, quét có phương sai nè, quét xuyên ra phía sau luôn. Rồi còn nếu không an tâm thì bạn nên bật cái này lên, quét cho nó an toàn tí. Nó ok ha, kiểm tra lại này, nó sẽ quét xuống như là giữ phím shift là thêm vùng chọn, phím control là bỏ bớt vùng chọn, thấy chưa. Nó kiểm tra lại cho chắc ăn, ok rồi. Sau đó ta thực hiện nhấn cái chữ y nè, extrude vào trong để tạo ra y, thấy chưa. Lưu ý một điều là khi phím y á, thì đây đang có chức năng là revert nè, reserve group, nghĩa là giữ nguyên group. Bạn tắt này đi, thì khi bạn sử dụng phím y nè, bạn đẩy vào thì nó sẽ tách riêng từng nhóm ra ha. Bây giờ tách riêng từng cái nhóm ra, không còn nguyên cái group nữa. Rồi cái lỗ to hay nhỏ tùy bạn, nếu bạn kéo gì thì lỗ nhỏ, còn kéo gì thì lỗ to, tùy các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ việc là bạn muốn cái lỗ nó nếu bạn cái lỗ tròn hay là lỗ vuông cứng, nếu bạn lỗ vuông cứng thì bạn sẽ extrude thêm một lần nữa để nó tạo cái điểm chặn cạnh, nhớ không tôi nói rồi. Còn bạn muốn cái lỗ cho nó tròn do luôn thì cho nó tròn nhiều ellipse nhiều thì các bạn không cần, bạn chỉ cần extrude một lần rồi sau đó bạn nhấn delete đó. Rồi sau đó bạn bật cái Q lên thì nó sẽ là tròn nhiều đó, tùy theo cái mục đích bạn sử dụng ha. Tôi nói rồi, nếu bạn muốn những cái lỗ này nó cứng nhiều thì bạn extrude 2 lần để nó chặn cạnh, dễ đúng không, học dễ cái gì đâu. Ở dưới đây, trường hợp dưới đây bạn muốn cái lỗ này nè, nó là cái rỗng hay là cái đặc tùy các bạn. Nếu bạn muốn nó rỗng thì bạn xóa cái mặt bên dưới đi, xóa cái này nè, tùy bạn thôi. Bạn muốn nó rỗng hay đặc, ví dụ tôi muốn nó rỗng nha, chúng ta tùy ý được chúng ta hết rồi. Delete xóa nó thì nó sẽ ra được cái khối như này. Control R thứ nó được cái khối rỗng như này rồi, đại khái gì thôi. Ok ha, cái tai như tôi lại làm to rồi, tôi khoái làm to quá, so với tổng thể cái tai lại to nữa rồi. Cái bắp tai á, tôi quên chọn bắp tai, chọn này, tổng thể nó phải nhỏ là bạn muốn chiều dài thì như cũ, mà thôi tổng thể nhỏ luôn đi, hay là đây chỉnh theo hai cái hướng này, đường kính luôn. Ok, cái vị trí này theo cái mẫu là nó phải nằm ở trên đây nè, cái cục này bạn, nó nối với cái ông này nè. Mà tôi làm cái gì nó cũng to đùng hết. Làm to quá thì nó không giống mẫu. Rồi đại khái gì đi, cái mẫu cái chỗ này nó hơi kéo dài xuống tí thì thấy là bật cái này lên, chọn điểm lại, quét chọn lại cho cái chỗ này nó dài ra tí. Cái mẫu người ta nè, mẫu người ta, người ta làm nó cái chỗ này nó dài ra tí, nên tôi phải buộc phải kéo cái ông này giữa, kéo này dài ra tí đó. Rồi ta sẽ cho lại cái ông bắp tay này đi lên phía trên tí này nè, thấy chưa, tại cái mẫu nó yêu cầu vậy thôi, nên tôi sẽ làm cho nó giống gì. Ok ha, rồi xong được cái gì ta, cái bắp tay rồi. Còn cái chỗ này nó có là cái khớp xây, bạn khớp xây cho khuỷu tay ta thì bạn thêm cái khối cầu thôi chứ không gì, tưởng ta thêm đây, bạn copy khối cầu ra được, vẽ cái khối cầu nào đó đây cho nó nhỏ lại. Có cái cách cho hai đối tượng nó trùng vị trí cho nó mau là đỡ mất công chỉnh sửa, là bạn chọn cái này, sau đó bạn nhấn cho cái transfer nè,
Trên phơ này là cái công cụ trong tool đây nè, tôi lôi ra ngoài thôi. Trên phơ đây, sau đó bạn lít vô cái đối tượng này đó, nó muốn trùng vị trí vô, tôi muốn trùng vị trí ông này. Thấy cái đường dẫn không, cái đường line nó cho bạn thấy màu trắng trắng đó à, tôi muốn trùng vị trí ông này, lít vô đây đó. Đó là cái cách nhanh nhất. Thường những bạn mới, những bạn mà bạn thấy những anh chị ở nước ngoài hướng dẫn á, thì người ta dùng cái cách là cho đối tượng này làm con của đối tượng kia, rồi sau đó đối tượng con bạn cho cái vị trí của nó, bạn vị trí nó tất cả đều bằng không hết. Đó cũng là một cách, nhưng mà nó thao tác tới ba bốn bước lận, nó lâu lắm. Còn bạn chỉ cần sử dụng cái transfer thôi là rất là nhanh, chỉ cần lít một cái chuột thôi, lít hai chuột thôi là xong. Bạn thấy chưa, nó khi bạn làm thực tế bạn sẽ phát sinh ra nhiều trường hợp bạn làm nó mau lắm, kinh nghiệm thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái nào là hợp lý, cái nào là nhanh hơn ha. Mỗi người làm nó sẽ có một cái kỹ thuật khác nhau. Nó ví dụ như đây là hình như cái mẫu dưới đây là cái này nó có cái chút cái lớp dày dày ra nè, thì bạn làm cũng được. Tự nhiên tôi thấy tôi quên, nãy tôi quên làm. Bạn hãy chọn riêng cái phần vành đai nè, bạn kéo cho dài xuống. Ví dụ như tôi sửa cũng được mà mất thời gian bạn ơi. Chúng ta tập cái thói quen là muốn chơi kiểu gì cũng được hết. Ví dụ như nè, tôi lôi xuống thấy chưa, cho cái vành nó dài xuống tí. Rồi cái mẫu hình như là, còn không thì bạn control cho nó ra một cái vành khác. Cái mẫu hình như là cái chọn cái vành này đẩy ra nữa, chọn cái mặt đây. Đấy, xin lỗi. Đây, sau đó là nhấn phím D đẩy ra. Thấy chưa? Và lưu ý ở đây là nó là có đóng mặt ha, có cái độ dày ha. Phím D đẩy ra, đẩy bự ra, đó. Tại cái mẫu nó yêu cầu làm vậy thôi. Rồi. Ráp lại cái quả cầu của tôi đâu rồi? Quả cầu tôi đã dục vô trong đây. Đẩy lên. Đó. Bạn coi kiểm tra lại coi cái hên quá, nó vừa khính luôn bạn. Nó vừa khính luôn, bạn muốn nó nhỏ cái quả cầu thì bạn cho nó nhỏ lại tí, nhưng mà tôi cảm thấy nó vừa khính luôn, hên quá. Đó. Ok ha. Tùy bạn thôi. Đây chính là cái trục nó để nó xoay bạn, trục để nó thực hiện cái việc xây cái khớp chỗ khuỷu tay chúng ta đó. Rồi sau đó cái mẫu chúng ta thì nó sẽ thêm cái gì nữa, lưu lại bạn làm tới đâu lưu lại đến thôi quên. Cái trục là bạn thấy lấy từ cái khớp xương sống này nè, dục lôi qua thôi, hỏi mấy công làm lại cái này nè. Cái đường răng nó dễ lắm, sử dụng cylinder rồi extrude nhiều chỗ rồi thôi là ra đây. Bạn copy từ cái xương sống dưới đây cũng được, hoặc là trên cái cổ cũng được, cái nào cũng như nhau thôi. Vì cái đó là tôi làm ở trong cái thân đúng không ta? Cái này nè, cái xương sống nè, xương sống mời, xương sống một là ở trên đây. Còn cái xương sống tôi làm tới hai cái xương sống luôn. Còn một cái xương sống trên đây đâu ta? Đây, xương gốc luôn. Rồi cái sống này giả sử như tôi đặt tên đi ta. Này đặt tên là cái xương cổ đi, cho nó thường phân biệt. Cái này là cái xương lưng. Xương sống, xương lưng. Rồi đặt tên cho bạn cho nó phân biệt. Rồi xương lưng đây, xương lưng này giả sử như tôi nhân bản lên một cái, tôi dục vô trong giữ control, tôi lôi vô trong cái tay nha. Rồi cái xương lưng này tôi sẽ cho nó là cái chỗ này. Rồi giờ nhiệm vụ chúng ta là cho nó nhỏ lại. Xương lưng đâu rồi? Đây, ta sẽ cho nó trùng với cái chỗ khóa cầu này trước. Muốn trùng thì ta nói rồi, chọn cái này, sau đó nhấn vào transfer, chọn cái đối tượng này. Do cái khóa cầu chúng ta đang nằm sai vị trí, nó tính theo cái tâm của khóa cầu á. Không tin tôi lít đi đây nè. Bạn thấy cái khóa cầu chúng ta có cái tâm, ồ, tâm đúng rồi mà. Tâm khóa cầu đúng rồi mà, nằm đây nè. Xương lưng chúng ta đây, xương lưng đây. Transfer đây. Đặt tên là cái này là cái cẳng tay hay gì đó tao không biết nữa, cẳng tay. Rồi transfer. Hình như là cái nôn nó à, cái nôn như nó không hiểu gì á, transfer nó không hiểu nè. Bây giờ nó không hiểu, đôi lúc nó sẽ không hiểu, như tại vì nó trầm trong một cái group á, cái nôn á. Nó không hiểu.
Tôi không hiểu nè, không biết sao nữa. Còn không được đó, thì bạn hãy dùng cái thằng cẳng tay nè với khói cầu, đúng không? À, đúng rồi, bạn phải bật cái hai cái tùy chọn, không phải bật cái tùy chọn model lên, nghe chọn tổng thể đây, như cẳng tay đây, chọn transfer, rồi sau đó là chọn khói cầu, thấy chưa? Ok ha. Rồi cái thao tác này hơi lạ anh tí. Đầu tiên bạn chọn cái cẳng tay, sau chọn transfer nè. Rồi sau đó bạn chọn cái đích đến của nó là cái đối tượng nào đó, vô đích đến là cái khối cầu. Đó. Thì sẽ ra thôi. Ý. Làm ngược rồi. Khối cầu. Thôi ta cho hai cái này nó trùng vị trí đi nè, làm cha con nè, thấy chưa? Cái cẳng tay nó là con của khớp cầu, sau đó ta cho cái tọa độ bằng không hết, bạn đặt đây tọa độ bằng không hết, nó thì tự động nó sẽ trùng thôi. Bạn quét hết này bằng không cũng được, bạn bít lít vô cái tùy chọn nè, BSR lấy phiên bản XM2, nó trùng rồi đó. Sau đó bạn lôi nó ra, lôi nó ra ngoài lại, nó dễ thôi đúng không? Bạn làm nhiều bạn sẽ có nhiều cái thu thuật, nhiều cái mẹo rồi. Cái mẫu người ta cái ông này nó dạy thằng lò mà nó ốm nhơ, mà ta nhấn phím T lại đây nè, lít vô cái xanh xanh lá cây đây nè, thì nó tăng giảm cái bán kính lại. Bây giờ bán kính thì nó giảm đó, nhưng mà cái chiều dài mà muốn tăng thì lôi cái xanh lá cây này lên, cho cái chiều dài nó tăng ra, nhưng mà cái này nó tăng quá thì nó không được hay các bạn. Tại sao vậy? Tại vì cái khoảng cách chúng ta, cái đường này nó sẽ nhỏ chứ không phải dài gì. Nó cái đường ta sẽ nhỏ gì, nó chỉ dài hơn một tí thôi. Buộc các bạn muốn nó dài nữa thì buộc các bạn phải thực hiện cái chia lại, làm nhiều lần lần đường lưới. Nhưng mà thôi đi, tôi làm biến quá, tôi kéo cho nó dài ra đi. Ý. Có nhiều cách làm lắm mà tôi làm biến lắm. Rồi, ví dụ gì ha, tạm chấp nhận gì đi. Còn cái này là cái dư thì bạn xóa đi, xóa nó đi, delete đi. Đây là những cái mẫu cũ mà chúng ta làm cái tham chiếu thôi, cái làm tham chiếu á, cái video trước tôi nói rồi, thì bạn xóa những cái này đi, những cái mẫu chúng ta làm thừa xóa đi, cái bàn tay với ngón tay á. Rồi ta được gì rồi? Cái mẫu chúng ta bạn coi nè, nó sẽ cho này nó có cong lên thì có nhiều trường hợp lắm. Bạn muốn thì bạn kết hợp một cái khối cầu vô đây rồi bạn cắt phân nửa nó ra, đó là cái cách nhanh nhất. Còn không thì bạn phát triển từ cái ý tưởng này luôn cũng được. Bạn lấy từ cái nào, bạn lấy từ cái này nè, cái cẳng tay nè, bạn làm cho nó ra hình hình cầu, nó bao quát lên. Thì những bạn mới thì chắc chắc làm cái đó hơi khó thôi, bạn mới làm hơi khó thì thôi ta làm cái cách dễ đi, ta lấy cái khối cầu ta dục vô thôi, hoặc là bạn nhân bản cái khối cầu này lên, quên nó có khối cầu nè, bạn control bạn nhân bản lên, nó control nhân bản lên ha, nó như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện cái việc solo mode đi, nhấn phím C, rồi sau đó các bạn sẽ xóa phần trên, xóa cái phần bề mặt trên đó bạn, phần này nè, xóa nó đi, bật tắt cái này ha, để người ta hãy chọn xuyên ra phía sau luôn, nó xóa đi. Rồi nó có những cái đưa lên đó thì bạn xóa theo kiểu xen kẽ, bạn làm biến á, làm theo kiểu xen kẽ giống như tôi nè, tăng giảm cái cọ vẽ người ta để giữ con lăn chuột á, con chuột giữa bạn rê qua trái phải, tăng giảm cái kích thước size nó đây. Sau đó người ta chỉ chọn cái bề mặt hiển thị đây, chọn cái nè, nó chọn xen kẽ nè, tao làm nhanh cho bạn thấy nè, ship rồi ship này nhỏ tí, nó bị dính chuột rồi, rồi sẽ nó delete xong một cách nhanh, rất là nhanh gọn. Thấy chưa, dễ đúng không? Rồi bạn muốn cho nó không có bo như vậy đó, thì bạn bạn chọn những cái viền cho nó, bạn extrude bằng gì, bạn đẩy cái bề mặt nó ra, bạn chuyển sang chế độ chọn cảnh á, bạn chọn cái những cái ông này nè,
chọn cái cạnh viền ở trên thôi. Sao tôi làm thử, chọn nó nhấn phím T thử đẩy ra. Không được, ta chỉ chọn cái phần cạnh trên thôi. Buộc chúng ta phải làm thủ công nè. Để chúng ta đẩy cái mặt trên nó ra bạn. Cho nó ấy, xin lỗi. Này, sau đó bạn nhấn phím T, bạn đẩy cho nó ra, cho nó đưa ra. Thấy chưa? Nó cho nó đưa ra, nó bao cái này nè. Đưa ra hơi hơi thôi bạn, nó bạc ra gì thì nó không đúng. Này, nó bạc ra gì thì không đúng. Ta đưa ra hơi hơi thôi. Đưa ra cho nó ôm cái quả cầu này lại. Đó. Tùy theo bạn thiết kế ha. Thì theo bạn thiết kế cái này nè. Nó đưa như thế nào. Rồi cái này bạn muốn cho có một cái lớp dày á, thì bạn bận sử dụng cái chế độ là bận bận áo nó vô. Bạn thêm nó cái lớp áo vô. Bạn nào chưa biết lớp áo là gì á, để tôi làm cho bạn xem thử nè. Ở trong đây nó có chế độ low đây nè, low surface, bạn nó thêm lớp áo giống như làm ta extrude cho nó dày ra vậy bạn. Bạn dùng extrude luôn cũng được. Xin lỗi. Cái file tôi đâu rồi? Tôi lỡ nhấn cái phím chưa. Đây ok, đây. Rồi. Tôi bị trơn trơn tay ha, xin lỗi ha, tôi đã trơn tay nè. Bạn nhấn bạn extrude cái ông này ra. Cũng được thôi, bạn chọn hết những cái bề mặt này bạn extrude ra thì nó cũng được một cái lớp áo, cái lớp dày. Còn không thì bạn làm theo cái kiểu mà tôi mới vừa nói đó, cho nó bận thêm một lớp áo. Nhưng mà cái lớp áo này bạn chỉ bận cái lớp mỏng ra, dày quá không được. Ví dụ tôi nè, tôi xóa này quên. Bạn muốn bận lớp áo cho cái nào? Cái này là cái lớp nào? Tự nhiên đây nè, khó cậu ta nè. Thì bạn nhấn dọc lô đây, nhấn Enter Delete gì đây. Đó, thì nó sẽ ra được cái lớp áo nó chưa có dày, thì bạn chỉnh cái độ dày đó. Đây độ dày thích nhịp nè. Cm không, thấy chưa? Đích cái là nó ra cái lớp dày là 1 cm liền. Dễ ha, chơi cái này dễ lắm, như chơi chơi con nít vậy. Nó. Nó chưa có mềm đúng không? Tại chúng ta chưa bật bật gì nói. Đó chưa, bạn bật lên thì nó sẽ mềm lại thôi. Rồi. Như trò chơi con nít vậy. Đặt tên cái này là cái gì tôi cũng không biết nữa. Cái này nó sẽ là chung tay, chung với cái cẳng tay ha. Hay này là chung với cái cẳng tay. Đây. Cái này là cái cẳng tay. Tao lo như gì nó tưởng tôi lo cho chung rồi, không phải, không có chung được nhờ cẳng tay đây. Rồi. Di chuyển lên trên. Nó xong. Cái này nó sao á thì bạn lôi hai cái ông này nó xích lên trên tí, cả hai luôn. Cho nó khớp với cái trục xoay này. Thì vừa thôi. Mô phỏng trong thực tế thì cái chỗ cái tay dưới đây này nó sẽ xoay, thì xoay quanh cái khớp của cái cù chỏ nó. Sau đó nhấn khiêu thử. Rồi xong các bạn. Control R. Đó, gì được rồi. Rồi, không làm nữa. Làm nữa cho nó chi tiết thì nó đẹp thôi. Nhưng mà mất thời gian quá, không làm nữa. Tạm chấp nhận gì đi. Rồi, ta sẽ tới cái bàn tay nha. Bàn tay cái này khó nè. Này con robot của chúng ta đây. Cái chỗ này tôi làm hơi dài rồi. Cái này nè. Rồi, tới cái con robot cái này. Cái bàn tay người ta thì một cái bàn ở giữa, thêm ba ngón này với ngón này xong. Giờ bạn làm một cái khối hộp gì bạn dục vô thôi. Cái khối hộp gì đúng không? Cho nó trùng vị trí đi, transfer với cái ông này đi được không? Rồi. Cho cái này nó trùng với cái cẳng tay nè. Sau đó cho ông này vị trí bằng không. Rồi. Sau đó lôi ra ngoài. Đặt tên cái này là cái bàn tay đi. Ê, đánh không có dấu ha. Cái này ta cho thành một cái group riêng đi bạn. Tại chút ta sẽ lồn những cái ngón tay vào đây nữa. Nó. Đặt tên này là cái bàn tay. Ok.
cái bàn tay chúng ta đây, nhấn kêu bỏ cái việc này đi. Cái bàn tay chúng ta thì giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Thì bạn chia đường lưới ra. Bạn, bạn nếu bạn biết đó, thì bạn chia trước, còn không thể biết đó, thì bạn chuyển sang polygon luôn cũng được. Giờ chúng ta sẽ bóp lại cho nó tương ứng với cái bàn tay bạn. Thì cái bàn tay này ta muốn làm cho cái mu nó đưa lên trên ha. Hiện tại ta muốn làm cái mu nó đưa lên trên. Cho nó dẹp này tí. Rồi. Rồi sao nào? Ta kiếm cái hình hình bàn tay ta đưa bạn xem tí nè. Bỏ qua cái chi tiết này đi, nó làm chi tiết họa tiết thôi chứ gì. Thì bạn chú ý cái bàn tay này nó, bạn đưa bàn tay bạn lên thì nó hơi đưa đưa ra gì. Thấy chưa? Một cái khối gì đó đại khái gì thôi. Cái bàn này ha, cái bàn cái cục u này thôi. Cái bàn này đi. Đó. Rồi, thì ở trong đây nó nhỏ, đưa ra ngoài nó to một tí. Làm tương đối thôi, không cần quá chính xác đâu bạn. Tôi làm nào cũng to hết rồi, cái tôi làm lại ra cái mẫu bàn tay to nữa. Rồi cỡ gì các bạn? Chiều ngang nó cũng cỡ gì đi. Rồi. Chuyển sang polygon đi để chúng ta làm việc cho dễ, rồi nhấn phím C. Rồi cái này nè, bạn muốn thì bạn làm cái vết này nó lõm vô cái chỗ cái tay này. Giống như cho người ta thấy này là cái trục nó bị lõm á. Cái khối cầu này tôi làm to quá. Cái khối cầu này tôi phải nhỏ lại, to quá. Rồi. Cái cái này tao phải xích xuống dưới chứ. Nó như vậy nè. Thấy chưa, như vậy nè. Rồi ok ha. Giờ chúng ta làm thôi. Rồi thứ nhất cái bàn tay này chúng ta sẽ cắt nó ở đâu đó ở đây. Cắt mấy đường ta. Chúng ta sẽ muốn bóp lại. Ở đầu nó nhỏ, ở đây nó bự. Rồi lên tới đây nó hơi thuôn thuôn lại tí. Bạn cắt khoảng 3-4 đường vậy đó tùy các bạn. Cắt bao nhiêu đó tùy bạn, ví dụ như 3-4 đường nó thử rồi. Khoảng này đi ha, khoảng 4 đường này đi ha. Rồi, bạn sẽ chọn từng cái và bạn bóp lại thôi. Bóp cho nó nhỏ lại. Cái bàn tay chúng ta thì trên nó sẽ bo tròn lại bạn. Rồi, tới đây thì nó cũng bo lại chút chút. Ở trên này bo phải bo nhiều chứ. Ở trên này phải bo nhiều. Ôi sao tôi bóp cái tay này nó bị gì ta? À, nó không chọn hay tôi chọn tào lao rồi. UL chọn lại. Chọn phải nguyên cái vòng lập chứ không phải chọn một cái một hướng. UL đây. Đó. Ok ha. Rồi tới cái chỗ này là cái chỗ nó hơi to ra nè, chỗ này nó bắt đầu hơi to ra, tới đây nó sẽ thu rồi. Tới đây nó hơi thu lại chút vậy thôi. Cái này bàn tay mà muốn nó cho nó cứng thì bạn trắng cạnh á. Trắng cạnh đó bạn. Ok ha, tương đối thôi. Rồi, bạn muốn thì bạn tự trắng cạnh lại. Nó sẽ đưa ra như thế này. Đó. Rồi. Bạn muốn cho nó cứng thì bạn trắng cái cạnh đó. Cái mẫu đó đâu rồi. Đây nè. Bạn nhìn bên phía này cho dễ nhìn nó. Ở trên đây chúng ta sẽ u, chúng ta sẽ đưa lên. Nó sẽ có cái độ cong lên. Rồi.
Cái này tôi cảm thấy nó cũng không nên, không nên bo quá, hơi lớn lên tí. Rồi, bạn muốn đưa lên đúng không? Thì giờ anh ta sẽ bắt đầu thực hiện cái việc chấn theo cái phương này. Cắt đây, cắt là bao nhiêu ta? Cắt là bao nhiêu bạn? Thường ta cắt làm 3 ha. Tôi đặt đây là 3 đi. Đó, cắt làm 3. Rồi ta sẽ cho chọn từng cái. Chọn cả 3 luôn cho nó đưa lên phía trên tí. Cái này đang theo cái hệ trục tọa độ của cá nhân nó đây. Ý, lưu ý ha, ta làm như vậy nè. Bạn đưa lên nó vô tình làm cho bên dưới nó sẽ đi lên luôn. Thì chúng ta cố tình làm ở dưới là cái lòng bàn tay, còn trên đây là cái mu bàn tay là phía trên nè. Đó, nên nó sẽ đưa lên. Nên chúng ta cố tình làm vậy luôn. Làm một công đôi chuyện luôn, thấy chưa? Ở dưới nó sẽ lõm vô. Ở trên nó sẽ đưa lên. Rồi, không tin thì tôi bật nè, kêu nè, thấy chưa? Đó. Rồi. Nó đưa lên cao một tí nè bạn, nó hơi đưa ít. Nó sẽ như vậy ha. Rồi thậm chí ở giữa vậy bạn sẽ chọn lại cho giữa nó hơi cao hơn chút nữa, tại giữa ta muốn nó, ê, xin lỗi. Chữ E rồi, đây. Giữa cho nó hơi cao lên chút nữa. Đó. Thì nó sẽ đẹp hơn, thấy chưa, được cái bàn tay rồi. Bạn cái này là tôi đang làm cái bàn tay mềm ha. Bạn muốn cái bàn tay nó cứng ở bên phía nào á thì bạn chấn nó, ví dụ như bạn muốn nó cứng bên hông này thì bạn cắn chặn cạnh bên đây. Bạn muốn nó cứng hai phía bên đây thì bạn chặn cạnh ở giữa đây. Đó. Cái này nó hơi đưa vô tí nè, nó hơi cái chỗ này nó hơi bè, nó hơi không được đẹp đúng không? Chỗ này nè, hai đưa vô tí. Muốn đưa vô vậy thì bạn có thể là tùy chọn là bạn di chuyển cạnh nó. Đây nè, ví dụ như bạn chọn cái cạnh này. Với cái cạnh này. Bạn thấy cái cấu tạo tay chúng ta như thế nào thì bạn cho nó bạn di chuyển vô tùy bạn thôi ha. Nó đó là cái con mắt nhìn của mỗi người rồi, đại khái gì đi rồi sao nữa. Thường với lại thường cái mu trên đây ta sẽ cao hơn cái phần dưới, nên cái phần này bạn sẽ cho nó thấp xuống tí. Một là bạn kéo đây thấp xuống, không thì ở đầu bạn cho nó đưa lên cao, cách nào cũng được. Bạn cho cái này nó thấp xuống tí. Bạn thấp xuống tí. Tiếp tục tới này bạn sẽ cho cái này với cái này thấp xuống tí. Tôi nhìn theo họ tôi rối mắt rồi. Đó, thấp xuống tí. Ok ha. Cái tay người ta làm hơi bị dày phải không bạn? Hơi bị dày rồi. Rồi cái chỗ này nếu bạn muốn nó cao thì bạn cho cái chỗ này nó hơi cao lên tí. Cái phần mu người ta là cái chỗ cao nhất rồi bạn. Bạn muốn thì bạn cho nó hơi cao lên tí, tùy bạn thôi ha, tùy theo bạn muốn như thế nào thôi. Đó, thấy chưa? Rồi đại khái gì thôi, cho bạn hiểu cái ý nghĩa người ta làm thôi. Rồi giờ người ta thêm mấy cái ngón tay đi, làm nữa nó đẹp mất thời gian lắm. Làm cái ngón tay nha. Cái ngón tay thì bạn làm một ngón thôi rồi bạn copy ra, thì ở trên đây sẽ là 3 ngón. Ê, tôi lỡ cắt làm 4 chỗ luôn rồi. Ừ, ở làm cắt làm 4 rồi. Còn bên đây ta sẽ làm một ngón ha. Rồi thì chúng ta làm riêng đi. Bạn làm nó dính liền với cái bàn tay này cũng được, nhưng mà tôi khuyên các bạn nên làm riêng cái ngón riêng đi cho nó dễ dễ làm. Rồi thì cái này là chúng ta sử dụng cái những cái khối trụ bằng kéo, những cái hình hộp ta kéo dài đó thôi bạn. Bạn dùng khối trụ cũng được, nhưng mà tôi khuyên dùng khối hộp đi, khối hộp kéo dài ra. Cái con ốc này nè bạn, bạn lấy đại lại cái con ốc cũ chúng ta đi, con ốc cái chỗ những cái khớp giò này cho nó đỡ mất thời gian. Bạn làm mới cũng được nhưng mà ta lấy luôn cái này luôn cho đỡ mất thời gian. Rồi giờ ta sẽ làm thử các bạn. Khối trụ này luôn đi. Tôi thêm cái khối trụ nè. Cái xin lỗi, cái khối hộp chứ khớp nè. Rồi cho nó làm cái con của cái bàn tay đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt tên nó là cái ngón tay đi. Ngón tay 1. Rồi. Sau đó bạn sẽ cho cái vị trí nữa bằng không hết thì tự động nó sẽ trùng. Nhấn phím T nhỏ lại. Nó. Rồi bóp các kiểu cho nó nhỏ lại, cho nó đúng hình cái ngón tay tương đối thôi. Sẽ gì? Ok. Nó bạn thấy cái ngón tay không? Nè. Nó có 2 khớp rồi bạn, một cái khớp này với khớp này. Ngón tay dài ngắn thì tùy các bạn, bạn làm cái mô phỏng robot nó như thế nào cũng được. Cái khớp này nói giữa chúng ta thêm
con ốc vô đây các bạn, thêm cái con ốc vô đây. Rồi nãy cái bàn tay tôi quên ha, cái chiều dày cái bàn tay nó dày quá, bạn nhấn phím T bạn đẩy cho nó. À, tôi đang đẩy cái tổng thể nó dính luôn nè, tại cái đối tượng này là con đối tượng này ha, nó vô tình nó làm mỏng cái. Ok, cái này hơi mỏng quá rồi, bự một tí rồi. Bự tí thì nhìn nó đẹp hơn, tại vì ok rồi cái ngón tay này giờ ta lấy ra bên phía ngoài đi. Ngón tay chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại bạn, rồi cỡ này nha, rồi di chuyển lên trên xong. Giờ chúng ta sẽ cho cái ngón tay nó trắng cạnh đi bạn, thôi nó sẽ như vậy. Rồi bạn muốn chia đường lưỡi nó đi, chọn chuyển sang C, ngón tay là C. Rồi chúng ta sẽ bóp lại, nhấn KL đây, symmetry cắt hai bên bạn cho nó trắng đường lưỡi thôi, nó mềm quá. Trắng đây nữa. Nó trắng đường lưỡi thì nó sẽ ra lại hình thôi. Là cái ngón tay chúng ta chúng cho trên u ra dưới nó thì chúng ta sử dụng cái chọn cạnh ha, ta chọn cạnh thử nè. Ta chọn ở giữa thôi, chọn lại cái phần giữa thôi, đây nhấn phím E đẩy lên trên. Ồ, nó đang bị chéo nè bạn thấy không, chúng ta cắt này, chúng ta cắt cẩn thận cắt cái vụ thằng KL ha, KL mà dạng cắt đối xứng á, này bị chéo nè, cái lỗi này rất là phổ biến mà tôi cũng hay bị mà tôi quên ha. Cẩn thận cái vụ mà cắt KL mà cắt symmetry, cắt bị chéo như thế này. Rồi tôi đã biết nguyên nhân rồi, ok. Còn không á thì bạn không rảnh á thì bạn cứ cắt cái kiểu này cho nó ít bị lộn ha, sau này cứ cắt cái bằng cái chức năng Xcode đi cho nó ít bị lộn nhất. Giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc chọn này, sau đó dùng cắt này nè, bạn muốn cắt bao nhiêu thì bạn click vô đây ba cái đường cắt này thì ok nhất ha, dễ ít bị lộn nhất, dùng này đi bạn. Còn này thì nếu dùng này thì nhớ là dùng bỏ cái này đi, cắt cái này nó dễ lộn lắm, lộn hướng lắm. Rồi ta muốn cho cái này nó đưa lên trên tí bạn, 1 2 3 nó giống như ở trên này là cái mu bàn tay chúng ta nè, còn dưới là cái vết lõm của ngón tay, nó bị lõm như gì thấy chưa, nó sẽ lõm như gì. Rồi giờ các bạn muốn thì bạn cắt cho nó cắt thủ công đi, mỗi lần ta cắt mà thủ công từng cái đi thấy chưa, ok ha, chịu khó cắt thủ công đi. Nó ta được cái ngón tay này nó có cái độ u lên nè bạn, thấy chưa, nó có sợ u lên của cái bàn tay ở trên, u lên dưới là lõm rồi. Sau đó cái con ốc thì chúng ta sẽ copy qua bạn, còn bây giờ cái phần ngón tay ở bên ngoài ta lấy đại cái này ta copy ra luôn đi, nhấn phím E rồi bạn control bạn lôi ra. Rồi ý lưu ý control ha, không thôi nó xóa. Rồi đây là ngón tay nè, đặt tên là ngón gì đi bạn, ngón trỏ gì đi cho nó đừng có lộn, ngón trỏ 1 nên là ngón trỏ 2. Rồi trỏ 1, trỏ 2 ha. Cái ngón trỏ 2 chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại bạn, nhỏ tổng thể luôn. Nhỏ tổng thể luôn. Cái mẫu chúng ta làm á, cái người làm á làm cái này nó đưa ra phía trước tí nè mà thôi đi. Dài tí. Rồi. Ok ha.
Giờ người ta sẽ copy thêm hai cái con ốc nữa là xong. Bạn dùng cái con ốc ở đâu cũng được, bạn tự tạo mới cũng được, không người ta dùng cái có sẵn đi. Cái con ốc này nè bạn, này là của cái gì ta, cái chân đúng không, con ốc nè, ốc dưới đây à? Hay con ốc ở đây, rồi ta lấy con ốc đây đi, control lo lên trên cái ngón trỏ cho nó cùng vị trí, sau đó bạn nhấn đây BSR nó trùng vị trí liền ha. Xoay hướng rồi, hướng đang bị sai, chính giữ phím ship cho nó bắt dính 90 độ xuống ship. Ok rồi, chúng ta cho nhỏ lại rồi xong, xác định tâm rồi. Rồi ok mà. Đấy. Hợp lý rồi. Rồi. Sao nữa? Cái con ốc này to hay nhỏ tùy bạn ha. Tùy bạn tự tính thôi. Tôi muốn bạn muốn nó to cho nó mạnh mẽ thì bạn chỉnh lại. Bỏ cái NE thử. Nó. Ok ha. Hình như là nó hơi nhỏ bạn. Cái nguyên mẫu người ta muốn làm là muốn làm cho nó to ra. Rồi to cũng tương đối thôi. Tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi. Nói ví dụ như bạn muốn làm cái con ốc gì cho nó khớp lại bạn, hoặc là hai cái con ốc hai bên là bạn muốn lo nó bự lên, hai cái vành này nè, như tôi lấy hai cái gì ta, để cái trước nè, ta tăng cái kích thước của này lên nó nguyên mẫu. Ví dụ như ta muốn làm cái con ốc cố tình làm cho nó bự lên gì, và cái bán kính nó dẹp lại cái này nè bạn, cái độ dày nó dẹp lại, chỉnh cái đó cái độ hay nó nhớ không làm gì đúng rồi nó. Nó dẹp lại. Ok. Rồi, giống như vậy đi. Bạn thích như thế nào thì bạn chỉnh như thế đó ha. Tôi không làm biến chỉnh nó lắm, chỉnh nó mất thời gian. Rồi, chúng ta sẽ có được cái con ốc như vậy rồi. Giờ chúng ta sẽ cho nó xích lên trên mà. Cái khớp nó xích lên trên, nó xiên vô trong luôn. Với lại cái quên đó. Cái này chúng ta làm tới ba ngón tay là cẩn thận ha, mà làm cái con ốc nó xa quá lố ra khỏi cái ngón tay gì á thì sao ta, thì một chút những cái con còn lại nó không đủ chỗ, ví dụ như con cái bàn tay này ngón trỏ đây, cái này chúng ta phải xích ra xa, thì con ốc nó nằm lọt lòng ở trong đây thôi chứ tôi quên, bạn chỉnh sao mà nó nằm lọt lòng ở trong đây thôi chứ đúng không. Rồi, vậy đi. Rồi bạn cho cái những cái ngón kia đi bạn. Như thế này. Đó. Cái này với cái này nó trùng vị trí nhau. Rồi vậy thôi, vậy là xong rồi bạn. Cái mẫu đâu nguyên mẫu á, thật ra cái người làm á, người ta làm cái chỗ này nè bạn, cái chỗ ngón tay này có cái miếng đưa ra nữa nè, cái chỗ này nè có miếng đưa ra để bảo vệ cái phần này đó, nhưng mà bạn muốn làm cũng được thì tùy các bạn thôi, bạn extrude ra thôi. Đây là tôi làm thử cho bạn xem, ví dụ như cái người làm á, người ta muốn làm cái chỗ này nè có cái miếng đưa ra nữa, thì miếng đưa ra thì bạn sẽ cắt thôi, KL chọn cái này, chọn cạnh nè, cắt cái chỗ này một cái đây đó, rồi sau đó người ta sẽ chọn cái mặt làm thì vẫn được thôi chứ không gì dễ mà, chọn hai cái mặt này với hai cái phần nhỏ cho người ta mới gì trắng cạnh, là sau đó nhấn chữ D chút ra nó để bảo vệ cái phần này, cái người làm người ta muốn làm gì á,
Thấy chưa? Người ta muốn làm gì? Miếng này giả sử như tôi chút hơi dài lên tí nữa. Nó cái người làm, người ta muốn làm cho gì đó. Ok ha, cỡ nào chúng ta làm cũng được chứ. Tại tôi làm biến thôi, tại làm kỹ kỹ quá thì nó mất thời gian. Rồi. Vậy thì cái ngón này ta xóa đi, tại ta có cái nguyên mẫu, cái ngón này nó đổi lên tí rồi. Ta copy lại control ra này. Đó, nhiệm vụ ơi, nhiệm vụ còn lại chúng ta copy cái trang thôi, khỏi công chỉnh sửa nhiều bạn. Copy cả cái này với cái con ốc luôn đi. Nó giữ control lôi cùng lúc ra hai cái luôn cho đỡ mất thời gian. Bật cái hai chục tọa độ thế giới gì đó. Rồi, hôm nay ta nhấn phím T, ta thu nhỏ lại đi. Tại ở phía đầu ngón tay ta sẽ nhỏ hơn so với ở ở phía trên. Đó. Vậy thôi. Cho nó sát lại bạn. Chữ E ta đâu rồi? Đây, cho nó sát lại. Cái vị trí nó hơi xích lên trên tí các bạn, nó tôi quên á, các con ốc á bạn nhìn theo phương ngang á thì nó phải xích lên trên tí, tại giờ nãy giờ tôi làm tôi quên nhìn theo cái phương ngang nó đại khái gì đi. Rồi còn cái ngón này á, thì bạn sẽ cho nó xích lên tí, tại chúng ta đã thu nhỏ rồi rồi giờ chúng ta sẽ cho tăng cái chiều dài lên, tại vì cái ngón này nó sẽ nhỏ và nó thu dài hơn. Rồi xong các bạn, làm nữa cũng được, mất thời gian lắm rồi. Ok đây. Còn cái chỗ này là nếu bạn muốn nó thấy nó cứng quá thì bạn kiểm tra lại cái phần trắng cạnh nè, bạn cho nó xích vô trong tí, bạn thấy nó trắng cạnh cứng quá thì bạn trắng cạnh nè, OOL chọn những cái nào đó bạn trắng á, bạn thấy nó trượt nè, trượt siêu trong tí cho nó bớt mềm. OL đây cho nó bớt cứng chứ. Rồi ok ha. Rồi cái chỗ này là bạn muốn nó bo tròn ra thì bạn thực hiện cái việc đẩy ra bạn, tại vì cái đầu ngón tay chúng ta nó sẽ tròn chứ không phải là gì, đúng không? Ngón tay nó chúng ta đầu ngón tay chúng ta sẽ tròn chứ không phải là gì. Thì cái này là cái gì? Cái này là cái đầu ngón tay nè bạn, chọn nó. Ok bạn chọn, bạn đưa ra phía trước tí bạn, chọn từng cái bạn đưa ra thôi, nó hơi thủ công tí, hơi mất thời gian tí. Bạn chọn từng cái bạn từ từ bạn đưa ra, ví dụ như tôi chọn chọn mặt luôn đi cho nó mau, chọn cạnh cũng được mà chọn mặt cũng được, chọn cái nào cũng được. Chọn mặt thì nó chúng ta thao tác nó nhanh hơn, chọn nguyên cái ống này, thấy chưa, đưa ra từ từ. Rồi rồi sau đó các bạn sẽ đưa ra từ từ. Cái này bạn muốn nó mềm hơn đó, thì bạn bạn cắt thêm cái giữa nữa tùy các bạn thôi, còn không đó, thì tôi chỉ cần làm biến đó, tôi chỉ cần chọn ở giữa thôi là xong rồi, chọn cái cạnh ở giữa bạn, nó từ giữa tôi đẩy ra phía trước một chút. Rồi tất cả đều vô làm biến hết nó, thì cái ngón tay ta sẽ nhìn nó đẹp hơn, nó tự nhiên hơn, làm chăm chút thì nó sẽ đẹp nhưng mà nó mất thời gian thôi chứ không gì, thấy chưa?
Thì được bạn làm được một ngón tay rồi thì bạn chỉ việc copy những ngón còn lại thôi và thu nhỏ một tí. Hình như tôi làm cái ngón nó không dài đâu, tại vì tôi thực hiện chưa có thực hiện cái việc bẻ khớp nên các bạn cảm thấy nó thẳng là nó dài, nhưng thực ra nó chưa dài đâu. Bạn muốn bẻ khớp thì bạn chọn những cái ngón đó, bạn đẩy nó lên thôi. Ví dụ như là đây con ốc đây, cái này nè, bạn cho nó rotate cho nó xoay lên tí, bẻ khớp nó lên đó. Bạn phải lưu ý chọn lại cái tâm xoay nó, tâm xoay nó nằm ở đâu, chỉnh tâm xoay nè, tâm xoay nó nằm ở phim đây rồi. Những cái kia bạn muốn cho nó trùng á thì bạn lôi nó vô, lôi cái các ngón kia là con của ngón này, như đây là cái ngón này thì tới cái con ốc, con ốc thì con của cái ngón trỏ này, và cái ngón này là con của cái này luôn đó. Đó là cái cách để bạn chỉnh cho nó xoay đó, thì những cái còn lại nó sẽ xoay theo luôn, thấy chưa? Chỉnh cái thì cái ngón còn lại nó sẽ, cái vị trí các còn lại nó sẽ xoay theo luôn. Rồi sau đó bạn chỉnh từ từ. Nó ngón tay người ta thì có cái khớp xoay gì thì cho nó tự nhiên hơn. Thì tùy thôi. Làm từ từ thì nó đẹp thôi, mà nó mất thời gian ta, thấy chưa? Thì tôi bẻ hơi ít, còn lúc ra bạn bẻ hơi nhiều tí. Bạn bẻ hơi nhiều cái chỗ khớp này tí thì nó trông giống tự nhiên hơn. Rồi tôi làm biến chỉnh sửa tư thế đó các bạn, cái đó là thuộc về về phần tư thế rồi. Còn giờ người ta chỉ dựng mẫu rồi, dựng mẫu thì chúng ta cho cái nguyên mẫu là được rồi. Khi nào tới cái phần mà gắn xương chỉnh tư thế thì chúng ta sẽ xử lý sau. View này nó dài quá rồi bạn, tôi tính kết thúc mà dài quá, tôi tạm ngưng đây đi. Chỗ này bạn muốn là bạn thêm một cái trục ở đây nè, cho nó làm giả tạo cái trục xoay. Cái chỗ này là cái khớp nào ta? Cái này tôi sử cho tôi thêm một cái khóa cầu, bạn copy khóa cầu xuống đây đi, Control đó. Giả sử như có cái khóa cầu này nữa để cho cái khớp xoay đây nó mới hợp lý, thấy chưa? Xoay nó mới hợp lý. Hình như nguyên mẫu nó không có, nguyên mẫu nó không có, nhưng mà cái mẫu này tôi muốn làm cho nó vậy. Tôi bật slow mode đi, NB. Cái này tao muốn nó lõm tí thì tùy bạn thôi, bạn hãy chọn cho nó lõm tí, giả bộ cho làm cho nó lõm tí. Chọn hai cái này, nhấn Y, extrude vào trong, xin lỗi, extrude vào trong. Y nó đang tách mặt, chọn thì chọn không tách mặt. Rồi. Sau đó các bạn đẩy lớp nữa, đẩy 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 bạn đẩy vào trong. Cái quả cầu này nó to quá. Nó thấy chưa, tôi làm cái quả cầu này nhưng mà nó to quá bạn. Cái bàn tay nó hơi đâu mất tiêu rồi, cái bàn tay nó hơi xích ra trên tí rồi bạn, tôi phải cho nó xích xuống tí. Vậy thôi. Rồi, xong. Rồi không có chỉnh nữa bạn. Mất thời gian quá. Rồi thì bạn thực hiện cái thao tác copy cho những ngón còn lại thôi bạn. Copy những ngón còn lại ha, là xong rồi. Thì bạn nhấn Ctrl bạn copy thôi, ví dụ như bạn group lên nguyên cái nhóm đi. Vô đây là cái gì ta? Ô này là nguyên cái bàn tay luôn ha. Chúng ta lấy cái bàn tay này ra ngoài đi. Để riêng cái ngón tay riêng đi.
đó, sửa lại đi. Đây là làm cái ngón tay đi bạn, tại cái ngón tay nó nhiều chi tiết quá. Ngón tay, ngón này là ngón trỏ đúng không, ngón trỏ đó, thấy chưa, nguyên cái ngón trỏ luôn. Rồi chúng ta copy ra những cái ngón còn lại, chỉ là thao tác copy thôi. Rồi tay ngón trỏ ha, thì xác định tâm này coi, tâm nó nằm ngoài kỳ quá. Đây là tâm xoay của nó. Nó quan trọng trong cái việc mà sau này các bạn thực hiện cái việc gắn xương chuyển động lắm, xác định tâm xoay. Rồi, sau đó là các bạn thực hiện cái việc copy thôi. Ngón trỏ hay giữ control lôi ra. Đây, được cái ngón ngón kế ngón trỏ là ngón giữa vậy đó. Rồi. Các bạn sẽ cho nó nhỏ lên chút thôi. Nó nhỏ lên chút thôi. Mô phỏng giống như là đây là cái ngón kế. Rồi sau đó bạn giữ control bằng lôi ra. Rồi. Ngón này cũng vậy, cũng cho nó nhỏ lại so với ngón kia một chút thôi. Thấy chưa? Đơn giản thôi. Xong. Những cái ngón này bạn phải cho nó xích xích lại tí. Đâu rồi? Các ngón của tôi đâu rồi? Cái bàn tay này nó, cái chỗ này nó hơi dư ra các bạn, hơi dư ra tí rồi. Thì bạn hãy chọn lại cái bàn tay ta cho nhỏ lại bạn. Bàn tay chỗ này nè. Solo mode đâu rồi. Nó cái chỗ này nó hơi dư lên tí, chọn cái phần mặt này. Bóp nó lại. Ý. Bóp nó lại tí. Nó hơi bự á, bóp nó lại tí. Thấy chưa? Cho các ngón tay nó vừa thôi. Ok chưa? Cái chỗ này bạn muốn cái tay nó cứng thì bạn trắng cạnh này đi. KL trắng chỗ này. Thấy chưa, thì nó sẽ cứng lại thôi. Còn cái này bạn muốn nó cứng bên phía này luôn thì bạn trắng lên phía này. Tùy bạn đấy ha, tùy bạn muốn nó cứng thì bạn trắng. Nó thì nó sẽ góc cạnh lại. Chứ thôi nó mềm quá. Rồi, được cái bàn tay như này. Ok ha. Cái trên này đúng là cái mu bàn tay ta phải làm cho nó hơi cao lên nè. Cái mu chỗ này là bạn đặc biệt nó hơi cao hơn, tôi quên. Cái bàn tay đây. Đây, cái chỗ mu này nè, bạn phải chọn cái cạnh đi. Chọn đây cạnh. Đó, bạn cho nó đẩy nó lên trên cao. Thì cái mu bàn tay ta bạn nhìn kỹ đúng không? Đây ta có cái mu đưa lên. Thì bạn chỉnh cho cái phần mu này nó sẽ cao lên. Quên đó. Chọn luôn cái chỗ này, cái chỗ này nó cái chỗ thiếu rồi nè. Tại nãy ta trắng cạnh á, mình đây trắng, mình đây không trắng kỳ à. Trắng rồi. Ok ha, sau đó bạn sẽ đẩy lên. Làm giống như là mô phỏng cái mu của bàn tay ta chỗ này. Đó, gì đó. Nó hơi xa đó, bạn chích xích về phía trước tí. Ok ha. Thì chúng ta đây. Rồi đại khái gì đi, làm nó mất thời gian lắm. Chúng ta sẽ copy thêm cái ngón gì, ngón cái chứ, ngón cái là xong. Thì ngón cái bạn lấy cái ngón cái nó rất là bự mà nó ngắn, thì bạn có lấy ngón giữa, ngón đầu tiên nè, ngón to nhất á, đây bạn control S thì bạn ha, để lưu lại. Rồi bạn control lo ra. Đây. Đặt tên cái này là ngón cái đi. Ngồi nó lên trên đây. Rồi sau đó bạn R rotate xoay nó lại, xoay 90 độ. Chỉ quyến shift. Ấy, rồi khoảng này đây. Rồi bạn cho xích nó vô. Hình như nó bị cái vấn đề nó hơi giật lắc rồi bạn, bạn nên lưu cái file lại ha. Lưu file mở lại nếu trường hợp bạn thấy nó giật lắc.
tôi cảm thấy nó đang có vấn đề gì là tôi không biết nữa. Nhưng mà gặp trường hợp đó thì bạn nên lưu cái file lại liền, lưu file lại tránh nó bị lỗi, nhìn từ các hình chiếu khác nhau để xem cái nó như thế nào, hay giờ nó bị lệch liền, nó không ăn khớp với ngón tay. Đại khái là ngón tay vậy ha. Tôi làm cái ngón tay hơi dài này, giờ ta sẽ cho nó hơi ngắn này bạn, thun nó lại. Bọc nãy tôi quên ha, ta sẽ cho nó ngắn lại trước, ngắn lại, và cái chiều này nó hơi mập ra tí, tại ta là ngón cái mà, ngón cái thì sẽ hơi ngắn và mập lại đó. Cái này là ngắn quá đáng rồi, ngắn vừa thôi. Rồi ok ha, hợp lý rồi đó. Rồi sau khi hoàn thành xong rồi các bạn, đây là nguyên cái tay chúng ta, ok ha, bạn ta sẽ copy cái tay, còn đây là nguyên cái chân chúng ta, thấy chưa, ta sẽ copy bên kia cái mình đó. Cái mình nó có bên lỗ bên không thì bạn sẽ thực hiện thao tác là cắt bên nửa mình này, dán bên nửa mình kia. Nhưng mà ta làm video sau đi bạn, làm video này nó mất thời gian á, video này rất là dài rồi đó. Ta kiểm tra lần cuối cái còn gì không, video sau ta sẽ copy tay, copy chân, nửa cái mình này qua nửa cái mình kia. Ví dụ như cái mình này nó có gì chi tiết gì lạ đó, ta phải copy qua đây. Rồi vậy là xong các bạn. Đó. Tay chân, cái mông, cái xương lưng, cái thân, xương cổ, cái nào nó rất là ok ha. Rồi render cho bạn xem thử một cái, lấy cho bạn xem cái file mẫu chúng ta nó vậy thôi. Tô màu thì dễ rồi, bạn coi các danh sách phát mà tôi làm phần tô màu ở Simafi R19 đó. Cái này là tao bẻ cong cái tay với chỗ khớp này thôi, tại tôi chưa có bẻ cong cái chỗ này. Bẻ cong thì nó trông tự nhiên hơn, bẻ cong cái này nè, từ cái chỗ này cái trong cái tay nó cái qua video sau đi, tới cái video mà sẽ sắp xếp á, sắp xếp xương, sắp xếp bố trí lại, tôi sẽ làm lượt luôn đi, giờ làm nữa nó mất thời gian, mất giải hết nhiều nữa. Rồi, tôi kết thúc video này các bạn. Tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.